Thưa quý vị, nghi ngờ đặt bom trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Vương quốc Bỉ, tin từ Vương quốc Bỉ. Hôm thứ Tư, các nhân viên làm việc tại đại sứ quán Hoa Kỳ vội vã rời khỏi tòa đại sứ vì nghi ngờ bị đặt bom. Hệ thống báo động với những còi hụ liên tục làm các nhân viên làm việc trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Brussels phải vội vã rời khỏi phòng làm việc vì lo sợ bom nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ nói rằng đây chỉ là lầm lẫn với hệ thống báo động bị hư hỏng. Do vậy cũng là một buổi thực nghiệm tốt trong trường hợp có những cuộc tấn công hoặc những lời hăm dọa nổ bom thật sự tới tòa đại sứ Hoa Kỳ. Hàng trăm nhà lập pháp, các nhân viên làm việc trong văn phòng bộ trưởng đã được lệnh di tản ra khỏi tòa đại sứ sau khi hệ thống báo động nổi lên và một báo cáo nghi ngờ có một chiếc xe van đậu bên ngoài gần khu vực tòa đại sứ Hoa Kỳ có thể mang bom tự sát. Sau gần 45 phút khám xét và hầu như toàn bộ các đại lộ chính tại Brussels cũng ngừng các hoạt động xe cộ cho công việc lùng soát. Nhân viên chống khủng bố và tháo mình đặc biệt của chính phủ Bỉ đã không tìm thấy dấu hiệu nào khả nghi liên quan đến bom nổ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ được xây dựng rất chắc chắn và lớp tường bao bọc có khả năng chống đạn với sức công phá mạnh. Tòa đại sứ nằm ở một vị trí cách không mấy xa trung tâm thành phố và gần trung điện Royal Palace. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ tuyên bố mọi việc sinh hoạt trở lại bình thường và đây chỉ là lỗi lầm về kỹ thuật.